Toyota Raize là mẫu ASUV lần đầu ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối năm 2021 cạnh tranh cùng Kia Soulnet. Là xe nhập khẩu nên số lượng Toyota Raize về nước nhỏ giọt, người dùng đã phải chờ nửa năm mới có thể nhận xe. Sau hơn 2 năm lăn bánh, Toyota Raize cũ đang giảm giá sâu và số lượng xe cũ lên sàn khá nhiều, nhưng cũng không nhiều người mặn mà. Ở Việt Nam, năm 2022, Toyota Raize từ giá 547 đến 563 triệu tùy màu sắc khác nhau. Để lăn bánh mẫu xe này, người dùng sẽ phải bỏ ra khoảng 643 triệu đồng. Trong khi đó, giá xe Toyota Raize 2022 lướt đang được giao bán cách đây một tháng với giá 520 triệu. Tuy nhiên, do không tìm thấy chủ nhân nên salon xe cũ đã hạ giá xuống còn 480 triệu, tức giảm giá 40 triệu. So với giá mua mới, Toyota Raize có mức khấu hao đến khoảng 200 triệu, bởi năm 2022, ngoài giá niêm yết người dùng còn phải mua kèm lạc khoảng 50 triệu, tức bán chênh so với giá niêm yết. Thời điểm hiện tại, Toyota Raize mới có giá niêm yết 498 triệu cho bản cơ sở, nên mức giá xe cũ được cho là hợp lý. Nguyên nhân giao bán chiếc Toyota Raize hiện không được chủ nhân tiết lộ. Nhưng hiện nay, trên thị trường, hiện nay có nhiều xe Toyota Raize lướt với mức giá, năm sản xuất và số lăn bánh khác nhau. Gia nhập phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ ở Việt Nam cạnh tranh Kia Soulnet, Toyota Raize 2022 nhanh chóng thu hút người dùng bởi mức giá bán rẻ hơn nhiều đối thủ. Trong khi đó, những trang bị mà người dùng nhận lại được đánh giá ấn tượng trong tầm giá 527 triệu. Điểm nổi bật của Toyota Raize đến từ ngoại hình trẻ trung khiến khách hàng bị thu hút. Xe được trang bị hệ thống đèn pha và đèn hậu dạng LED. Bên trong khoang lái nổi bật với màn hình giải trí 9 inch, đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, điều hòa tự động, ghế gập đa dụng. Toyota Raize 2022 vận hành nhờ khối động cơ dung tích 1 lít tăng áp sản sinh công suất cực đại 98 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm. Kết nối với động cơ trên là hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Ngoài những tính năng an toàn cơ bản, Toyota Raize hơn Kia Soulnet nhờ có thêm tính năng cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi hỗ trợ tối đa cho người lái khi chạy trong đô thị.